chào tất cả các bạn. Hôm nay để theo lời yêu cầu mình sẽ gửi đến các bạn ca khúc Không Ngữ mang tên Em kèm theo hướng dẫn luôn. Thì đầu tiên là mình sẽ đánh một vòng của ca khúc Không Ngữ mang tên Em. Solo đó thì mới đầu bài vô sẽ là cái bài bố cục thì sẽ ba phần, mức mới vô thì sẽ là tôi có người yêu mang tên Hồng Ngữ, là mình tạm gọi nó là cái A1 đi, thì nó sẽ cái A2 cũng giống A1, thì giờ mình sẽ hướng dẫn cái A1 trước nha. Đầu tiên là tôi có người yêu mang tên Hồng Ngữ, là mình sẽ, ở đây mình sẽ chơi hợp âm K là đô trưởng, các bạn sẽ đánh là son do mi son 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 đô đô. Mình sẽ nói nhanh về các ngang, chúng đầu tiên chúng ta sẽ chung dùng son ở dây 1 ngang 3, lá dây 1 ngang 5. Các bạn nhớ cái này để mình tí nữa mình đọc mấy cái bước sau nó nhanh hơn. Son lá mi dây buông, son son lá mi son là son, lá ngang 5 mi dây buông, son là chúng ta bỏ bài ngang 3 đây. Son son vô cái đồ cuối cùng á, cái đồ cái đồ cuối cùng, cái đồ đầu chúng ta sẽ luyến như vậy cho nó hay, đánh nốt chúng ta đánh nốt xì dây buông, dây hai chúng ta luyến vào đồ, tôi làm lại nha. Son son đồ đồ tăng 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 bài, bởi vì bài này nó đều xì lâu nên là khi các bạn cái khoảng nghỉ á thì các bạn cứ thêm vô cái bát này đồ đồ đồ, các bạn mình sẽ đánh tăng tăng tăng. Sau sau khi chúng ta tăng 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 một cái chúng ta sẽ là đồ rê đồ rê mi la đồ dây 2 ngang 1 rê dây 2 ngang 3 chúng ta vuốt xuống nốt mi ngang 5 của dây 2 la la, lúc này chúng ta đồ rê mi la, chúng ta sẽ đi cùng bắt la đây. Son, cái son cũ chúng ta sẽ để cùng với hợp âm son trưởng, các bạn thấy bằng như vậy, hoặc là các bạn mình để cái tay như vậy cũng được, đô đô là son như vậy cũng được.
lòng còn tràn bao nhung nhớ. Đô 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 fa son la, chúng ta sẽ đánh như vậy. Đô, chúng ta bắt đô một cái. Đô 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 là y nhất đô dây 2 ngăn 1 này. Đô fa là dây 1 ngăn 1. Đô 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 fa son la, la dây 1 ngăn 5. Lúc này các bạn sẽ bỏ chung với bass la cho nó dễ. Chúng sẽ bấm như vậy nè. Dây 1 ngăn 5 và dây ngón 2 chúng ta sẽ bấm vào dây 3. Đô 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 fa son la. La tan tan tan. La tan tan tan. Y như đánh điểm lần. La tan tan tan. Đô 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 fa son la tan tan tan. Fa đô. La la tan tan tan. Chúng ta đánh nốt vàng ở đây nè. Sáu của dây dây hai đố là chúng bày nốt đố, chúng ta sẽ lấy ngang 8 của dây 1 và ngón 3 ngón 1 là chúng ta chặn 3 cái dây ngang 5 đây cùng với bắt là đô 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 fa son la tan 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 fa đô fa đô đây la tan 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 fa đô son mi fa son fa đô. Rồi chúng ta đố là đây, chúng ta đố lại ngang 8 dây 1 nha. Rồi nốt son chúng ta sẽ lấy ngang 8 dây 2. Đây. Fa đố chúng ta chung với bass là fa đố nè, đố chung với bass là son son lấy ngang 8 dây 2. Mi fa mi chúng ta đè cái tay như vậy thì mi sẽ là dây số 2 ngang 5 luôn. Fa fa là dây số 2 ngang 6. Mi fa tới khi mà nốt son đó hình dáng của người em thơ. Fa đô son mi fa son son này là chúng ta sẽ đưa âm về lại đô trưởng để cho dễ dàng. Son fa đô son mi fa son đô 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 fa son la là chúng ta làm lại nha. Đô 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 fa son la tan 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 fa đô son mi fa son 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 là chúng ta đưa về lại đô trưởng này và bấm út vào son đây nhân ba. Âm đồ chữ son 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 tôi gói trọn ước mơ son son la đồ mi huê. Chúng ta sẽ đánh này son 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 cái son sau và sẽ có bát son 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 fa đô son mi son tăng 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 son son la đô mi rê. Đúng là son son la lại là ngang dây 1 ngang 5. Đô đô dây 2 ngang 1. Mi rê đô mi rê đô đô là dây 2 ngang mi là dây buông. Mi rê rê là chúng ta sẽ lúc này chúng ta sẽ bấm rê thứ cũng được cho nó dễ. Rê tăng 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 son xuống. Rồi làm lại một lần nhé. Son la mi son 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 đô đô tan 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 tan. Đô re mi la la đô re son. Tan 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 tan. Đô 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 fa son la tan tan tan. Fa đô son mi fa son tan tan tan. Son son la đô mi re tan. Rồi cái lần hai thì cái phần A2 rồi, các bạn sẽ đến với phần 2 ở video tiếp theo.